Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào các anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay tôi đã quay trở lại với việc sẽ unbox và giới thiệu tới anh em một chiếc đồng hồ mà tôi gọi là giá bảo. Chiếc đồng hồ này hiện tại thì không còn sản xuất nữa. Đó chính là một chiếc Rolex Daytona với mặt số rất là đẹp, mang mã hiệu là 116523. Và hiện tại thế hệ đời mi mới Two Tones của Rolex Daytona đã chuyển sang là 116503. Và sau đây thì tôi sẽ đánh giá qua chiếc 116523 này. Thì như anh em đã thấy thì 116523 thì trên thị trường khá là nhiều, bởi vì nó được sản xuất trong khoảng từ mười mấy năm, khoảng 40-45 năm. Đó, nó không hiếm. Tuy nhiên là tại sao tôi lại muốn review chiếc đồng hồ này? Tôi rất là thích cái mặt số ốc, nhưng mà mặt số ốc hơi ngà ngà vàng này. Bởi vì sao? Trên thị trường có 3 loại mặt số ốc trong cái phiên bản này, đó là trắng này, tím này và ngà ngà vàng. Thì ngà ngà vàng này nó là cái mặt số ít nhất, ít nhất mà anh em có thể thấy được là kể cả là chúng ta tìm trên mạng cũng rất là hiếm tư liệu. Vậy nên tôi rất muốn review và đánh giá bằng video mặt số này để anh em thấy được là mặt số này, anh em nhìn thấy không? Mặc dù là ngà vàng nhưng khi chúng ta đảo chiều thì nó tạo ra có những cái góc nó hơi tím, có những góc nó lại hơi trắng. Anh em có công nhận với tôi không ạ? Đó, vào một góc nó lại quay trở về màu vàng, rất là đặc biệt. Nên là tôi rất thích cái mặt số này. Về ngoại hình của chiếc đồng hồ này ấy, thì mã hiệu nó đã nói lên tất cả chất liệu của chiếc đồng hồ này. Đó chính là 116523. Thì ba đuôi ba nó là đuôi Demi, đuôi Rolex của Rolex Việt Nam chúng ta gọi là Demi đấy. Thì chất liệu của lớp vỏ chiếc Daytona này nó là vàng và thép. Vàng đó chính là vàng nguyên khối, không phải là bọc vàng hay mạ vàng đâu anh em nhé. Thép là thép 94L. Thép này nó là thép được thêm niken và tăng cái độ chống mài mòn, nên là Rolex thường xuyên lấy cái chất thép 94 này để PR cho thương hiệu, và họ cũng coi đây là một thành công, một thành quả về chế tác chất liệu. Nếu như anh em nào muốn hỏi và tham khảo về cái chất thép 94L này và 316 có nhiều điểm khác biệt với nhau hay không, thì mời anh em qua Gia Bảo, anh em chúng ta sẽ ngồi làm ly cà phê hay là một ly cocktail, chúng ta ngồi chúng ta chia sẻ chỉ vì chất thép này thôi. Bởi vì tôi đã từng được trải nghiệm, nó khá là hay ho về cái độ chống mài mòn về chất thép của 904 và 316. Sau đây thì chúng ta hãy nhìn về mặt số của chiếc đồng hồ này. Mặt số của phiên bản này là mặt số được trang bị các cọc số bằng kim cương, thay vì những cái cọc số dạng quang thông thường thì cọc số bằng kim cương chuộng với người Việt Nam hơn. Đó, bởi vì nhìn nó rất là sang trọng. Đồng hồ góc 3 giờ nó là đến chronograph 30 phút. Góc 9 giờ là 12 tiếng. Đồng hồ này mới là đồng hồ đếm giây anh em nhé. Còn cái kim này thì chính là kim chức năng chronograph. Thì có thể là với phiên bản ngày trước ấy, trước rồi, phiên bản này nó là sử dụng cái cỗ máy ấy là 4030 Zenith. Thì cái bố trí mặt số nó khác một chút. Nhưng với những thế hệ hiện tại, với cái cỗ máy in-house 4130 thì chúng ta sẽ thấy được cái bố trí mặt số như thế này và không thay đổi. Mặt số được đặt trên cái nền là nền mặt số được làm từ mặt số khảm trai ốc ngà ngà vàng, rất là đẹp. Tôi phải công nhận là cả chiếc đồng hồ này tôi chỉ muốn nói đến cái mặt số thôi. Sau đây thì tôi sẽ đánh giá với tôi sẽ so sánh với cái phiên bản hiện tại là 116503. Rất nhiều anh em đến đây hỏi là ơi, thế 116523 và 116503 thì khác gì nhau, hay là nó chỉ khác mỗi cái số thôi, về ngoại hình hay là cỗ máy có khác nhau không? Thì ở đây thì tôi không có một chiếc 503 nào cả. Tuy nhiên là chiếc đồng hồ tôi đang đeo ấy, thì nó cùng cái thế hệ với cả chiếc 503, đó chính là một chiếc Daytona thế hệ mới với vành ceramic. Đó là chiếc chiếc này nó là 116518. Thì hai chiếc đồng hồ này anh em có thể nhìn thấy là nhìn chiếc này, chiếc đồng hồ thế hệ hiện tại thì nó nhìn trông nó hiện đại hơn. Anh em công nhận với tôi không? Hiện đại hơn bởi những điểm như thế nào? Đó chính là đầu tiên là vành bezel tachymeter, nó được làm cái chữ nó béo hơn. Như anh em có thể thấy là với phiên bản cũ Rolex họ trang bị số là chúng ta nhìn từ trên xuống dưới, nhưng với phiên bản mới thì chúng ta sẽ thấy được là chữ số quay hết ra ngoài. Đó, cái điểm khác biệt mà chúng ta dễ nhận biết nhất giữa Rolex Daytona thế hệ cũ và mới, đó chính là vành bezel. Tiếp đến là chữ Swiss Made góc 6 giờ. Đó, hai cái chữ này nó cũng khác nhau rất là nhiều. Tiếp đến đấy chính là cái phần mặt số, cái chữ ở Rolex Auto Perpetual ở đây góc 12 giờ. Đó,
nó cũng khá là khác nhau. Tuy nhiên một điểm nữa mà chúng ta muốn, tôi muốn anh em nhìn, nó nếu như chúng ta không để ý, chúng ta khó có thể nhìn được, đó chính là cái chữ được khắc ở phía bên trong vành, tức là ở bên trong thân vỏ ấy. Thì mời anh em xem video để anh em có thể thấy được là với thế hệ mới thì những nét khắc nó sâu, nó sắc hơn, và nhìn trông nó tất nhiên là nó đẹp hơn nữa. Tôi thì tôi cảm thấy là nó đẹp và nó cẩn thận hơn phiên bản cũ. Thế thì máy có thay đổi gì không? Anh em có thắc mắc về máy đúng không ạ? Máy thì vẫn được sử dụng là cỗ máy 4130 Chronograph của Rolex, in-house của Rolex. Cái dây tóc của chiếc đồng hồ bên tay trái thôi thì nó được làm dạng parachrome hairspring, nó màu xanh, tăng khả năng chống nhiễm từ. Còn với chiếc bên tay phải thì cái khả năng chống nhiễm từ của nó kém hơn chiếc bên trái một chút. Đó là tin tôi một điều là cái việc chúng ta đứng gần, quá gần loa thì cả hai chiếc đồng hồ này sẽ bị nhiễm từ thôi. Loa lớn ấy, chứ còn nếu mà chúng ta nghe loa bình thường, tivi tủ lạnh thì hai chiếc đồng hồ này hoàn toàn kháng từ từ rất ok. Đó, sau đây thì tôi sẽ lên tay chiếc đồng hồ này để anh em thấy được là chiếc đồng hồ này lên tay rất là tuyệt vời. Nếu chiếc đồng hồ này mà tôi cắt mắt đeo nó khít một chút thì phải nói là dùng mình đấy anh em ạ. Đó, với một chiếc đồng hồ có cái tình trạng đẹp như thế này thì không phải là ai cũng có thể giữ được. Hy vọng là những ai đang sở hữu chiếc đồng hồ này thì nên nâng niu và coi trọng. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc đồng hồ này tôi nghĩ ngoài là một vật để có thể xem được giờ, quan sát được thời gian, thì nó còn là một chiếc đồng hồ truyền tải những cái câu chuyện của thế hệ này sang thế hệ mai sau. Đó, video này của tôi thì cũng rất là hy vọng anh em phân biệt được cái phiên bản mới của Rolex Daytona 116 năm 23 và phiên bản mới 116 năm 03. Anh em có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về hai chiếc đồng hồ này thì cũng hãy cùng comment ở phía dưới video anh em nhé. Đừng ngần ngại một like và một follow cho kênh. Xin cảm ơn anh em.